Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Tối hôm nay là ngày 27 âm lịch rồi đó anh chị. Hôm nay thì gia đình của tụi em thì mình cũng đang ở đây là nhà hàng nổi đó anh chị. Nhà hàng nổi thì ở đây thì ngày xưa chắc anh chị mình sẽ biết ha. Thì là cái nhà hàng nổi này ngày xưa là nằm ở ngay chỗ viện bảo tàng đó anh chị. Bây giờ thì người ta sẽ kéo lên tới đây. Hôm nay thì vợ chồng của tụi em cùng mấy đứa nhỏ thì mình sẽ ăn một cái buổi tiệc ở nhà hàng nổi đây. Anh Lâm làm gì quay mặt hết rồi Lâm? Trăng xích vô Trăng. Anh chị thấy thì gia đình của tụi em hôm nay đi ra chợ qua thì ai cũng phải đeo khẩu trang gì hết á anh chị. Tại vì bây giờ thì bắt buộc là mình đi ra chợ qua là bắt buộc mình phải đeo khẩu trang ha. Hôm nay thì chỉ có là gia đình em và gia đình anh Hương với cũng có thêm anh Minh thôi. Sao bây giờ ăn cho no đi, gọn hồi mình đi vào chợ bông ha, chịu không? Dạ. No đi rồi. Bây giờ ra đây đeo khẩu trang rồi vô ăn rồi có mở khẩu trang ra ăn không? Mở khẩu trang ra ăn mới được chứ sao đeo khẩu trang sao ăn được. Hiện tại thì bây giờ gia đình của tem đang đến trước đây anh chị, còn anh Hương với anh Minh thì cũng chưa đến nữa. Bây giờ mình vào bên trong đi ha. Rồi thôi vô đi con. Có cần đứng đây đón anh Hương không? Sợ anh không biết được. Thì để chút xíu cái gì để vô mình giới thiệu. Không, để mình vô mình giới thiệu trước cái nhà hàng nổi này để cho anh chị mình xem lại cái nhà hàng nổi. Nhà hàng nổi đây thì người ta sẽ có cái cầu thang để mình đi lên đây nè anh chị. Chứ mà còn nhà hàng nổi thì nằm ở bên ngoài thì không có, nếu mà không có cầu thang, không có cái thang đi bộ này thì mình cứ đi cũng không được ha. Hôm nay thì nhà hàng nổi người ta trang trí rất là đẹp. Sao Lâm ăn con cá nào? Dạ. Ăn muốn ăn cá nào? Lâm, con cá không? Hả? Lâm ăn cá nào? Cá gì? Con cá tầm mười chảng luôn. Cá giòn cũng ngon anh. Cá chua. Cá chua thì là ngon. Cá chép giòn là cá nào anh? Cá trắng nha. Ủa sao ghi đó cá điêu hồng anh ha? Điêu hồng tại để thả đại thôi. Thả chung á hả? Thả đây con cá này dí dí nó trắng quá trời luôn. Cá đó mình ăn chả chua thì là ngon lắm. Làm món gì anh? Gì? Con chả chua thì là ăn ngô ba hả? Lâm anh thì đội ăn đồ lum mà anh chị. Lúc trước thì đi ở gì làng chài thì đội ăn tôm hùm. Bây giờ thì em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị xem cái nhà hàng nổi ha. Ở đây thì là cặp mé sông đây anh chị. Thì ở trên đây thì có rất là nhiều bàn ghế để có thể là mình đến mình tổ chức tiệc rồi đó. Ở đây thì có một cái tầng, hai tầng ở trên lầu anh chị. Có hai tầng nữa. Công viên thì rất là rộng. Ra đón Bắc Hương hả? Ra đón Bắc Hương, đợi Bắc Hương. Hả? Đi lên lầu hả? Lầu đi đường này nè em, đi đường này nè em. Đi đường này được nè, đường nó khó đi. Đi đường nào anh? Đi đường này dễ đi. Đi đường đó hả? Rồi em đi lên đi. Đi lên đi coi thử cái, để mình cũng giới thiệu cho khán giả biết được cái nhà hàng nổi ở đây. Nhà hàng nổi ở Bến Tre ha. Ở trên đây là có một tầng nữa nè anh chị. Ở trên đây cũng vui cảm lắm. Ở trên đây là người ta có thể là đặt. Còn ở trên nữa là hình như là có hát với nhau ở trên nữa đó. Trên đây thì cũng rất là rộng anh chị ha. Bàn tiệc rồi thì người ta trang trí cũng rất là đẹp nè. Hôm nay tại mình đi sớm á, chưa có. Có những cái phòng VIP bên trong nữa. Còn đây là mình nhìn ra. Ở đây thì mình nhìn ra là mình sẽ thấy ở bên bờ bên kia ha anh chị ha. Các cây người ta giăng cái đèn đốm đốm rất là đẹp. Còn đây là cái tàu du lịch buổi tối đây. Mình nhìn từ xa thì mình sẽ thấy cây cầu Bến Tre. Buổi tối mình lên đây
mình ăn tiệc đồ thì rất là mát mẻ anh chị. Tàu cái này là tàu du lịch. À, tàu du lịch. Còn tầng trên thì còn một tầng nữa đó anh chị. À, thôi mình đi xuống đi em, xuống thì để nhiều khi anh Hương anh lại nhiều khi mình không thấy. Anh chị thấy cái bàn tiệc thì người ta làm cũng rất là đẹp ha, bài trí rồi rất là đẹp. Rồi thôi xuống đi, đó là những cái phòng VIP. Không thì cái cái lan can đây là mình nhìn ra là mình sẽ thấy ở ngoài chợ Hoa đó anh chị. Dọc đường Hùng Vương ha, chợ Hoa. Rồi thôi đi xuống. À ngồi dưới đi tham quan. À rồi. Rồi xuống đi em. Ở nhà hàng nổi thì khung viên rất là rộng anh chị. Có dịp thì anh chị mình về Bến Tre thì mình cũng ghé nhà hàng nổi ha, mình thưởng thức các món ăn ở trên này. Ở đây thì cũng có các món ăn dân dã rồi cũng rất là ngon. Tới chưa? Tới bắt Hương tới chưa? À tới hả? À bây giờ thì tụi em ra đón anh Hương. Nhà hàng nổi này ngày xưa lúc mà còn nhỏ anh chị, ba mẹ em cũng hay dắt tụi em lên nhà hàng nổi đi ăn lắm. Nhưng mà cái lúc đó thì còn nằm ở ngoài gần viện bảo tàng anh chị. Sao đứng ở đợi Bác Hương, thấy Bác Hương chưa? Chưa, thấy cái bộ xích à. Thấy gì? Ôi tào lao. Chợ Hoa buổi tối thì cũng rất là đông anh chị. Đông quá trời đông luôn á. Hôm nay là đã 27 Tết rồi đó anh chị. Này giờ mình ăn no đi rồi hồi cái mình đi chơi luôn ha. Đó, chạy đâu, chạy vậy. No đi giờ mình đi chơi chứ. Ừ. Để mình gửi mình đi chơi trước rồi cái mình vô mình ăn cái không ngon. Đói quá, không ngon. Đói quá đi mệt chứ gì. Đói quá ăn không có ngon. Đi xíu rồi xin ăn bữa. Đói giờ con đói bụng chưa? Bây giờ là cũng 7 giờ. 7 giờ mấy rồi. Còn đói rồi chưa đói là bụng rồi ăn. Anh chợ qua buổi tối rất là đông anh chị. Đứng ở đây đón anh Hương. Đây anh Hương tới rồi đây. Vô đây luôn nè đại ca. Hiền đâu? Hiền chưa tới. Hiền đi sao hả? Chạy xe vô trong đi đại ca. À, đây là gia đình của anh Hương. Hôm nay thì chỉ có em, gia đình em với anh Hương với mời thêm hai người bạn là anh Minh với bạn Hiền. Đây thì án mấy cây nên mình nhìn không có thấy cái nhà hàng nổi nó đẹp ha. Nhưng mà thật sự thì mình nhìn đây thì nhà hàng nổi rất là đẹp đó anh chị. Rồi thôi vô em ơi. Hiền đâu? Hiền đang đâu? À, rồi thôi mình vô đi, mình vô đi, đói bụng rồi. Anh Minh nữa. Rồi thôi giờ mình vô đi. Vô luôn đi em. Quý đang đi học chưa con? À, chỉ có gia đình em với gia đình Hương thôi. Hồi vô ăn cua hoàng đế ha đại ca. Vô cho kêu bốn đứa bốn cua hoàng đế rồi mình ngồi đó mình ngóng rồi. Em lựa cái bàn cái view sông ha, cặp sông ha. Đế. Bây giờ thì cũng tương đối là đông đủ rồi anh chị, bắt đầu thì mình sẽ ngồi vào bàn tiệc thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, ngồi luôn, ngồi nhìn luôn, ngồi nhìn tụi nó ăn luôn. Nay 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 tất niên gì uống bia ha? Uống bia không? Nè, quý con ngồi chung bạn nè. À, hai vợ chồng anh Hương nè, thằng trai với con gái thì đi làm Sài Gòn mới về. Rồi bây giờ coi đi chợ đi đại ca. Kêu đứa thằng con cua hoàng đế. Nãy em kêu cơm cơm cua rồi. Cơm chiên cua. Với lại cái món bò lúc lắc. Với lại cái gì qua này cho. Bốn đứa bốn cô hoàng đế xong rồi mình đi. Mình đi về luôn cho nó ăn là mình khỏi ăn luôn phải không? Nè. Anh ăn gì đó anh kêu đi. Có muốn ăn cá chích giòn không thì. Đây là cái thực đơn ở nhà hàng nổi mình đây anh chị. Có tôm càng loại U. Này là giá này là 1.018.000 ký. Cái giá này là giống như là cái giá chế biến luôn hả em hả? Chưa chế biến á hả? À. Đó, có đủ các loại tôm ha, cua, cá, có nấm mối nướng lá cách, mà giờ nấm mối bây giờ thì hết mùa rồi. Cũng nhiều món á mình chị. Con kêu món gì? Mà tuột hấp gừng á hả? Không, có nướng sa tế. Nướng sa tế hả? Ở đây thì rất là nhiều món anh chị. Nhiều món lắm. Hôm nay là cái tiệc tất niên của mình ha anh Minh ha. Thì anh em mình thì đi làm cũng cả năm trời quần quật rất là cực. Nên là các anh chị ở nhóm 143 cũng có hỗ trợ cho mình kinh phí để mình dùng cái bữa tiệc hôm nay. Thì sẵn thì em mời anh với gia đình anh Hương mình sẽ dùng tiệc bữa hôm nay luôn anh Minh ha. Rồi. Dạ. Hai anh thay mặt gia đình Hương nghe. Dạ. Cảm ơn mấy anh mấy chị về nhóm 143. Dạ. Có một cái buổi tất niên này để ngồi quay quần lại nhau mới có cái dịp. Dạ. Anh cảm ơn. Sao anh Hương thấy đi cả năm thấy mệt không anh Hương? Anh mệt đâu anh? Không mệt nhưng mà bị nói nhiều quá. Bị nói nhiều quá hả? Tại vì anh biết sao không nói chứ giờ nhiều khi mình đi làm cái việc tốt nó rất là khó anh ơi. Nhiều khi người này người kia người ta hay nói mình lắm anh. Nhiều khi thứ nhất là có những cái mà nhiều khi cái hoàn cảnh anh Minh, mình nhiều khi mình đi giúp đúng hoàn cảnh nhưng mà nhiều khi người ta cũng nói tới nói lui mình cũng thấy cảm thấy rất là buồn. Em nhiều khi cũng vậy nhưng mà giờ mình cũng nén xuống xíu đặng mình đi giúp bà con. Chung nó một phần mình đi mình phải có cái kinh nghiệm. Dạ. Nó ganh ăn tức ở như anh. Dạ. Kỳ anh giúp cái em mà bị phỏng. Thì cái hôm mình vô cái chòm sớm chặn lại nói. Dạ. Này nói kia cái nó mình làm này mỗi một ngày mình có một cái kinh nghiệm. Dạ. Nó có những cái nhạy cảm đó. Em thì cái kinh nghiệm của em thì em chưa có nhiều nhưng mà được cái là em mà nào cái tánh tình của em thì rõ ràng mình minh bạch. Thì mạnh thường quân người ta không bao giờ bỏ mình. Với nhiều khi mình thấy cái như vậy thì mình làm lúc nào cũng suôn sẻ. Nó không có xảy ra cái vấn đề gì trục trặc nhiều. Nó cũng đỡ. Với mạnh thường quân người ta vẫn quý em. Người ta vẫn theo em. Em thật sự là em rất là mừng. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm 143 và tất cả các anh chị đã đồng hành cùng em trong một năm ha. Mình thật sự thì mình đi giúp được rất là nhiều bà con thì mình cũng rất là mừng anh chị. Nhưng mà từ lúc mà em làm sang cái mảng mà thiện nguyện thì nó có những cái kỷ niệm cũng rất là buồn, là tại vì là bây giờ hiện tại bây giờ thì em cũng mất một số khán giả, một số người bạn rất là thân anh chị. Nhưng mà em thật sự thì em cũng không biết lý do vì sao mà người ta dẫn em thì em cũng không biết, nhưng mà cái cách em làm thì rất là rõ ràng. Tiền bạc thì em công khai rất là kỹ ha. Và mình trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn. Chứ mình không có mà làm cái gì sai hết. Nhưng mà không biết là vì sao. Thì sẵn qua clip này thì nếu mà anh chị nào cảm thấy em có sai gì thì em cũng xin lỗi ha. Và có thể là mình sẽ liên hệ trực tiếp với em. Thì em có thể em sẽ trình bày và có thể em sẽ, nếu mà em sai thì em sẽ sửa ha. Về phần kinh phí cho bữa tiệc hôm nay hoàn toàn là của nhóm 143 nha anh chị nha. Thì em cảm ơn các anh chị ở nhóm rất là nhiều đã hỗ trợ cho em được một cái bàn tiệc như vậy để anh em mình cùng quay quần ăn vào cái buổi tất niên này. Bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng tiệc với tụi em nha. Ở đây thì chỉ có gia đình của em thôi. Đây là vợ em nè, rồi bé Lâm,
Bé Lâm chào mấy bác đi con. Dạ, chào bác. Chân chào bác đi, Chân lo ăn dữ rồi, Chân đói bụng rồi hả? Con đói. Hả? Mấy đứa nhỏ thì nó đang đói. Quý còn Quý năm nay con là nhiêu tuổi Quý? 15 tuổi. À, là con của anh Hương ha, còn đây là con gái của anh Hương. Con gái của anh Hương thì Tết mới có về anh chị nên là mấy cái tiệc trước thì ít có gặp ha. Còn đây là vợ anh Hương và anh Minh với em thôi. Rồi mời cả nhà ăn ngon miệng nha. Ăn nha Như, ăn Quý Như đừng mắc cỡ nha. Để chú quay chú làm gì chú làm. Mấy đứa cứ việc ăn thoải mái, đừng mắc cỡ. Kêu bốn cô hoàng đế phải không? Anh Hương này tối ngày nhắc cô hoàng đế hoài. Để bữa nào đợi đợi đại ca về cho anh ăn con cô hoàng đế. Rồi mời cả nhà nha. Go. 1, 2, 3. Vô. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Ở đây đồ ăn ăn cũng được ha mình ha. Ở đây thì hay tiếp khách rồi các cơ quan ban ngành. Em nhớ hồi nhỏ thì lúc mà còn cái gì bảo tàng á, ngày xưa là nhà em đi ăn cho nó hoài luôn, ba em hay dắt em lên đó ăn lắm. Ở đây nó có cái món đặc biệt của nó là bò quanh lửa hồng. Bò quanh lửa hồng anh hả? Ừ. Vô. 1, 2, 3. Vô. Vô. Ở đây á anh chị, anh Minh á là cũng là giáo viên á anh chị. Anh á thì hiện tại bây giờ cũng như là anh đi làm giáo viên nè, rồi khi nào rảnh á thì anh cũng đi giúp bà con cũng rất là nhiều. Anh Minh làm nay chắc cũng khoảng trên 8 năm rồi em. Trên 8 năm ha. Vậy là mình đi giúp bà con cũng nhiều anh ha. Anh cũng kết nối. Kết nối Hương cũng nhiều nhiều cái nhóm thiện nguyện. Dạ. Đại Ba Tri, Mắm Cài, Châu Thành. Nhưng mà cũng như là anh thấy như là mình làm cái việc thiện nguyện này thì mình cần phải kết nối nhiều người anh. Đúng rồi. Chứ mà còn nếu mà một hai cá nhân thì mình làm cũng không có giúp được bà con nhiều. Nên là tình cờ em cũng gặp biết anh với anh Hương, chứ còn nếu mà không biết thì lúc trước em đi có một mình em mà. Như anh bây giờ mấy cô hộ lý bệnh viện. Dạ. Thấy nghèo cái tự động lấy điện thoại kêu mình chạy vô. Kêu anh ạ. Như hồi đó mình cho một vài người vậy đó. Dạ. Cái lâu lâu cái có cô lý kêu đâu thầy chạy vô coi giúp được không thầy. Ừ. Không có tiền mổ. Dạ. Chạy vô vậy đó. Dạ. Thì đó cũng là cái kết nối. Dạ. Nhưng mà như giờ cũng nhờ mạnh thường quân đồ người ta hỗ trợ. Đúng mình rồi. Mới có kinh phí để làm anh ha. Không có cái nguồn đó là thôi chứ không có đạn không có sao là đi bắn được hết trơn. Dạ.
Bây giờ tụi em đã ai cũng cứng bụng hết trơn rồi anh chị ơi. Bên bữa nay bây giờ ăn quá trời ăn luôn. Anh Minh này ăn thấy ngon không anh Minh? Ăn rất là ngon. Anh cũng cảm ơn nhóm 143. Dạ, dạ. Tại vì một cái bữa ăn ngon và tụi anh có cái điều kiện để ngồi quay quần với nhau. Dạ. Thật sự một cái năm qua mình làm được cái gì, dạ, cái gì mình còn hút mắt. Tại dạ, thành công được cái gì để mình rút nhiều kinh nghiệm cho năm tới. Dạ. Chào. Sao rồi anh Hương, thấy sao anh Hương? Ăn bữa tiệc này ngon không anh Hương? Ngon. Ngon ha, thấy cũng có vui ha. Kệ đi, giờ mình làm tới cả năm rồi, bây giờ thì mình ăn một ngày vậy nó cũng vừa vui mà vừa ngon miệng nữa. Thì lần đầu mình đến đây mình ăn đặng mình biết được cái món ăn ở nhà hàng nổi nó như thế nào ha. Ừ. Rồi bây giờ thì để chú nói với quý vậy ha. Bây giờ thì chú hôm nay chú sẽ lì xì cho quý nha, và lì xì cho hai đứa nhỏ. Thôi bây giờ mời ba đứa ra đây ha. Mời ba đứa về ra đây. Rồi, lại ra đây. Rồi bây giờ nè, giờ Lâm đứng trước đi. Lâm đứng trước đi. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đến một anh đã lì xì cho mấy đứa nhỏ ha. Ở đây thì anh cũng xin giấu tên nên là em cũng xin giấu tên ha. Rồi bây giờ bé Lâm bây giờ chúc bác đi con. Dạ con cảm ơn các bác đã lì xì cho con. Con chúc các bác năm mới vui vẻ, phát lộc phát tài, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê. Trời ơi quá giỏi. Rồi bước ra đây. Chưa nha, còn chưa có mở bao lì xì, chưa biết bao nhiêu tiền nha. Rồi chân. Là sao? Con cảm ơn các bác đã lì xì cho con. Con chúc các bác năm mới vui vẻ, và giờ sức khỏe sống lâu trăm tuổi. Rồi chân xếp vào đây. Rồi được rồi, rồi tới quý. Cảm ơn cái chú đã lì xì cho con chúc cái chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Rồi bây giờ ba đứa bây giờ vui bao lì xì có được nhiêu tiền nè. Chân quay qua thằng Hoàng con. Vui bao lì xì có được nhiêu tiền? Sao có được không? Được nhiêu con? 500.000 ha. Rồi chân được nhiêu? Ui 5.000. 5.000 hả? Còn Lâm được nhiêu con? Dạ 5.000. Sao thấy tiền này nhiều không? 5.000 nhiều. Tiền này bây giờ ở nhà đi chợ được mấy bữa Lâm? Đi chợ được mấy bữa? Đi chợ được 3 ngày không? Vậy thôi cho lại ba đằng ba để dành đi chợ mua đồ ăn ăn hả con ha? Thì nhân đây thì em cũng gửi lời đến các anh chị đã hỗ trợ cho tụi em có được một bữa ăn tất niên ở nhà hàng nổi ở Bến Tre ha. Và em cũng cảm ơn một anh Mạnh Thường Quân đã lì xì cho mấy đứa nhỏ có được một phần quà nho nhỏ trước Tết. Em cũng cảm ơn các anh chị và em cũng chúc anh chị năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Rồi vậy anh đại diện anh của mấy anh mấy chị lì xì cho em nè. Lì xì 10.000. Rồi vậy em đã vô. Thì bây giờ cái bữa tiệc của tụi em thì cũng đã ai cũng ăn rất là no rồi anh chị. Đến cuối năm thì được một bữa tiệc như vậy ăn để mình cũng anh em mình cùng quay quần với nhau để mình trò chuyện với nhau sau một năm làm việc rất là vất vả và cũng rất là vui vì mình đã đi giúp được rất là nhiều người đó anh chị. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Rồi. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Nhưng mà năm nào có bắn pháo bông.